Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Vừa rồi là Minh Toàn có chơi một cái đi mưa chơi một trò chơi cảm giác mạnh top 1 ở trong này là cái trò chơi tàu cao tốc như này. Và thực sự là vừa rồi là Minh Toàn có cầm cái máy quay để Minh Toàn lên đấy, Minh Toàn ngồi ghế đầu tiên nhằm mục đích để quay thôi quý bà con ạ. Nhưng mà sau đó là nhân viên nhắc nhở là để đảm bảo an toàn là không được dùng máy quay, mà Minh Toàn cũng thấy như thế thật, bởi vì là lần đầu tiên Minh Toàn đi cái này và Minh Toàn là người ngồi ghế đầu tiên luôn. Và bây giờ xuống thì vừa nói vừa thở đến quý bà con cô bác. Thì đây là một cái trò chơi mà cảm giác mạnh nhất nhì nhất luôn ở trong khu du lịch Sun World của Quảng Ninh này. Phải nói khu này là một trong những cái trò chơi này là một trong những cái top trò chơi mạo hiểm nhất mà quý bà con cô bác chúng ta cảm nhận được khi mà về với Sun World Quảng Ninh. Và khi mà chúng ta lên cái trò chơi này thì với một cái kinh nghiệm nhỏ của cá nhân Minh Toàn, đó là quý bà con cô bác chúng ta nếu mà ai mà yếu tim chúng ta không nên chơi, không nên chơi trò chơi này quý bà con cô bác ạ. Bởi vì là như Minh Toàn đây thì riêng cá nhân Minh Toàn thấy là Minh Toàn cũng là một trong những người mà không sợ cái gì, không sợ độ cao, không sợ cái gì cả. Mà cuối cùng lên đây lần đầu tiên đúng Minh Toàn ngồi ghế đầu tiên luôn. Và thật sự là bất ngờ, quá bất ngờ, không dám ngồi ghế lần đầu tiên với một cảm giác như thế. Đấy, và bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy theo dõi một cái hành trình của cái này nó như thế nào nhé, để biết tại sao mà nó lại thu hút giới trẻ về với Sun World Quảng Ninh như thế. Và xin nhắc lại, đây là trò chơi cảm giác mạnh số 1 ở trong khu Sun World, khu du lịch Sun World Quảng Ninh này. Xin lỗi quý bà con, Minh Toàn vừa rồi đi mà cũng đang còn buồn nôn. Đấy, đây nó rất là vòng vèo luôn quý bà con cô bác ạ. Chúng phải là nó chạy được hết cái khu này, xong rồi chạy sang bên khu bên kia, và cuối cùng là nó sẽ dừng trong cái ga này. Và trước khi đi, đây là một cái trò chơi mạo hiểm. Chính vì thế mà trước khi đi, các cái cán bộ công nhân viên ở trong cái nhà ga tàu này đều là có những cái cử chỉ hành động mà phải nói là tức là chúc đi may mắn ấy, làm cho cảm giác một cái con người đi cũng rất là sợ. Đây, bây giờ sẽ có một cái con tàu nó đi từ cái ga này. Đây, cái ga này quý bà con. Nó đi từ cái ga này và nó sẽ đi lên đây. Đấy. Lên cái đường này và nó sẽ dốc một phát, nó dốc thẳm xuống luôn. Đây. Dốc thẳm xuống luôn quý bà con. Nên là một cảm giác cực kỳ là rối mốt. Chúng ta bắt đầu chúng ta xem một cái hành trình mà nó đi nhé. Đây, Minh Toàn sẽ đứng chọn cái điểm nào ấy nhỉ? Một cái điểm nào để cho quay rõ nhất để gửi đến các bà con cô bác nhỉ? Điểm này thì là hơi thấp. Đến bây giờ Minh Toàn đang còn thở hổn hển luôn ạ. Vừa đi xong mà phải nói là đúng lần đầu tiên Minh Toàn chơi cái trò chơi mạo hiểm như thế này. Trẻ con thì nếu quý bà con cô bác mà ai mà có trẻ con mà đến khu Sun World này chơi thì nếu mà các em đang nhỏ thì chúng ta nên cho các em chơi một số cái trò chơi mà nó sẽ với cái dao động nó sẽ xem ở cái cảm giác nó không mạnh như thế này.
thì nó tốt hơn. Ở đây thì trước khi vào trong trò chơi thì có một số em nhỏ cũng chưa suy nghĩ chín chắn được, kiểu tuổi mới lớn, cũng có nói một số cái câu, chẳng hạn như là nói một số cái câu nó rất là nhạy cảm luôn, ví dụ như là bây giờ tao sẽ không biết là khi nào, nó liên quan đến việc sống chết ấy, các bà con. Thành ra là vào trong đấy với một cái khách mà đi trong đấy, mà khi mà nghe được những cái cảm giác đấy thì cũng nghe được những câu đấy thì cũng rất là mệt, rất là sợ luôn. Mà đây một con tàu chuẩn bị lên. Minh Toàn đang đứng ở đây và chờ một cái luồng đi cho gửi đến cái bà con cô bác, nhằm cái bà con cô bác biết được cái cảm giác một cái trò chơi mà mạnh nhất ở đây. Và trong khu Sang Quất này thì rất là nhiều cái khu du lịch và khu trò chơi quý bà con cô bác ạ. Đây, quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy xung quanh đây rất là nhiều trò chơi luôn. Nếu có dịp thì quý bà con cô bác có thể về đây, và các gia đình có thể đưa các em nhỏ về đây để chúng ta vui chơi. Riêng một ngày ở trong này cũng được, bởi vì là trong này cũng có các cái đồ ăn nhẹ buổi trưa, nhưng tuyệt đối là nó họ không cho chúng ta đem thức ăn, đồ ăn thức uống ở ngoài vào, mà phải gửi đồ. Nên chính vì thế mà khi về với Sun Quất thì chúng ta cũng không nên mang các đồ ăn đi làm gì. Chúng ta ở trong này thì nó có các cái cửa hàng ăn nhẹ để giúp chúng ta giải khát và ăn lúc đói bụng. Và Minh Toàn cũng bắt gặp một số cái em nhỏ đi cùng bố mẹ ở trong này, và một số cái đoàn tổ chức đi du lịch ở trong này. Trong này với cái giá vé hiện tại là cái giá vé là 50.000 đồng, còn lại là nếu mà vào cái mùa du lịch thì nó lên 250-300, nhưng mà hiện tại vào mùa này nó chỉ là 50.000 đồng với quý bà con cô bác ạ. Thì với cái giá vé như thế này để mà trải nghiệm 50.000 đồng để mà trải nghiệm các cái trò chơi trong này thì phải nói là một cái cảm giác rất là tuyệt vời, và cũng rất là đáng đồng tiền để chúng ta vào đấy chúng ta chơi. Em trai em đã đi chơi trò chơi này chưa? Đã đi cái này chưa? Đi lần rồi á? Có ngồi ghế đầu không? Thế có dám đi lần thứ hai không em? Không à? Ôi ngồi cảm giác ghế đầu phê lắm em. Hôm sau đi ngồi cảm giác ghế đầu tiên một đấy đi. Một hôm em tên gì nhỉ? Tuấn Anh à? Ừ, Tuấn Anh đẹp trai. Đây, bắt đầu có một cái đoàn tàu bắt đầu đi, và chúng ta xem cái lộ trình của cái trò chơi nguy hiểm, mạo hiểm nhất ở trong khu du lịch Sun Quất nó như thế nào nhé. Chuẩn bị có tàu rồi quý bà con. Đây, nó thấy nhân viên bắt đầu là soát rồi. Thank you.
vào trong đấy thì người ta sẽ thắt dây an toàn và một cái ghế nó rất là chắc chắn. Nhưng mà trong cái lúc đi thì nói thật là mình đặt trong đầu những cái câu hỏi mà rất là ngại nói ra của các con. Đấy, bắt đầu đấy. Đây, nó bắt đầu đi đây các bà con. Khi leo lên để giúp chúng ta có đó. Nó leo lên đỉnh này, nó leo rất là từ từ. Và lên một cái là nó bắt đầu nó phi xuống. Nó bắt đầu thả. Wow, chỗ này là chỗ sướng nhất luôn. Bên kia cũng có khoảng 2 vòng như bên này nữa quý bà con các bác. Và chúng ta sẽ vào ga là ga phía ở bên kia. Và rất mong rằng khi mà quý bà con các bác chúng ta đến khu Sunwood, khu du lịch Sunwood Quảng Ninh thì chúng ta hãy một lần chúng ta trải nghiệm cái trò chơi thuộc loại top 1 của khu du lịch này nhé. Thực sự là trò chơi top 1 luôn đó. Đấy, xong rồi là cứ tiếp như thế và các cái đoàn tàu thứ hai lại chạy tiếp tục. Và ở đây cái cảm giác mạnh nhất là từ trên này đi xuống đây quý bà con này. Đấy, từ cái đỉnh này đi xuống. Đấy, xuống đây. Từ cái đỉnh đầu tiên này. Đấy. Thì chúng ta đỉnh này đi xuống là cảm giác mạnh nhất. Sau đó là cái vòng thứ hai. Đấy, cái vòng thứ hai. Còn các vòng sau nữa thì là nó sẽ quen dần rồi thì sẽ không nói. Nhưng mà ở đây thì nó cực kỳ là cảm giác đấy, một cảm giác cực kỳ là thú vị. Đây, chúng ta sẽ biết được cái cảm giác đấy khi mà lên đỉnh này, này. Ban đầu nó đi rất là từ từ luôn. Nhưng mà khi lên đỉnh thì là quá là đáng sợ. Chỗ này thì chưa sợ lắm. Đấy, chưa sợ lắm đâu. Nhưng mà lên đỉnh này cái là rất là sợ luôn. Lên đỉnh này nó thả như kiểu mà thả tự do á. Đấy, bắt đầu thả như kiểu thả tự do luôn ấy, các bạn. Những tiếng la hét rất là em chơi chưa? Thế sao không vào chơi thử chuyến hay sợ? Sợ lắm à? Em đi chuyến kia bị à đấy à? Mà tốt nhất là nếu mà thôi sợ thôi đừng lên chơi.